Đây chính xác là một loại trà đề tóc giúp mấy bà trắng lên mỗi ngày nếu sử dụng thường xuyên. Thay vì uống nước ngọt thì mấy bà chỉ cần bỏ ra 4.500 thôi là đã có một ly trà đề tóc như thế này. Nó uống cái này khỏe bên trong đẹp bên ngoài còn muốn cái gì nữa. Hello mấy bà, tôi Thi nè. Tôi nói thiệt, bà nào mà hay bị nóng trong người nè, nổi mụn hoặc nè, là da dẻ mà không có được tươi sáng thiếu sức sống đồ đó thì thử sử dụng cái trà đề tóc chanh dây này liền cho tôi. Hợp như vậy 30 túi tôi mua hơn 100 cặn, một chai thủy tinh với lại 5 cái túi mù nữa nè mấy bà ơi. Thời tới xem người ta chơi riết mà bây giờ có ngày mình mua đồ uống mà mình cũng được tặng cái túi mù luôn. Của tôi là được 5 túi, 5 con khác nhau luôn, con nào con nấy nó nhỏ nhỏ xinh xỉu. Giờ ta nói khỏi cần ra mua túi mù luôn, mua cái trà này là được tặng 5 cái túi mù luôn nha mấy bà. Một set như vậy là 30 túi được đóng gói rất là sạch sẽ luôn. Hộp này mà ta nói đem đi làm quà tặng cũng hợp lý dữ lắm à. Mỗi gói như vậy thì có chanh dây nè, tắc cam vàng với lại đường phèn. Một túi như vậy thì mấy bà sẽ pha 200 đến 300 ml nước ớt, tầm cỡ 70 độ thôi nha mấy bà. Bà nào mà để nước sôi quá thì cái trái tắc nó sẽ ra tinh dầu hơi bị đắng này nha. Cái này nó sẽ kiểu chua chua nhẹ nè, ngọt dịu thanh mát lắm luôn. Bà nào cái nư mà thích uống ngọt ngọt á thì có thể cho thêm mật ong hoặc là thêm miếng đường nữa nha. Chứ tôi thấy nó chua chua ngọt dịu kiểu này là ok lắm rồi đó. Thích uống nóng thì mấy bà pha đá đi, uống cũng đã đời lắm à. Khoảng 100 ml nước thôi. Rồi xong mấy bà cho đá lạnh vô. Nó mát, nó đã. Ngày uống đều đặn một túi để thanh lọc cơ thể và trắng da ra nha mấy bà.